Đây, chọn cái nhà nha. Hôm nay mình đi câu đêm nha các bạn. Con báo thầy. Câu cá dồ. Thì hôm nay cùng đi cùng với ba thầy trò Đường Tăng. Nấu sẵn đồ ngày không là hết nửa ngày, nửa đêm luôn rồi. Là nước đứng luôn. Có thêm gì không? À. Có thêm. Đây đưa chị em. Đó nha cả nhà. Đây thì câu cá dồ mà cũng khu vực ở nhà đây chứ không có đi đâu xa nha các bạn. Đây khu vực ở đây thì cá thấy cũng có nhào à, mầm đó. Mà không biết cá tra, cá dồ. Cá dồ cũng nhỏ nhưng bự nha các bạn. Thì câu đây thì cũng hên xui nha. Chưa biết thực hư ra như thế nào thì mình chờ đợi nha các bạn. Ta thường thường nói là chờ đợi là hạnh phúc, con này chờ đợi là đi về luôn. Ta không dính đi về luôn. Chờ đợi gồng gãy 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 lưng luôn. Nấu vô chày sạn chày thì cũng cỡ tiếng Thấy nó tiếng đây. ngoài đồng hồ thì chút nữa mình câu mồi thì nói chung là ruột cá nha các bạn. Đó, giờ Em chuẩn bị nói lấy cái mồi lên, thao có cái thao lấy cái thao lên. À, dở cái đó ra, dở nguyên cái hộp lên luôn, dở Nguyễn Phan luôn. Ông lấy một lần này nữa ông hỏi dở Nguyễn Phan. À, đấy đừng cho ướt ướt cái mình ngồi hồi ướt đít. À, đấy sao đấy đó. À, dở cái nắp lên, mọi khui cái bọc banh cái miệng bọc ra là chỉ thọt tay hồi là hốt thôi. Nói nghe các bạn, mồi thì mồi vô đếm, mồi thì mình câu xưa giờ là mồi này nha các bạn. có ruột cá điều hồng đi chơi Cái này là không phải ruột đưa hồng nha, mình quên nói lại, cái này là không phải ruột đưa hồng nha các bạn. Mình dứt của mình thì máng riêng mà có ồ dưới đó nữa đó. Có ô mũ đó thấy không? Có mũ không? Có ô mũ hả? Không. Ủa gì có ô mũ gì đâu ta? Mũ nào? Ô mũ mà mày trộn mẹ đó. Cám gì đó hả? Thì mình đem thùng lên đâu rồi? Biết khoan. Mình đem thùng lên luôn. Ờ đem lên luôn cũng được. Đem thùng lên luôn cũng được. Hỏi dở lên một chút đâu. Tại nhiều khi mình đem lên sợ nó dưới bận rồi sao tại cái sức lực mình câu cái dồn giật dữ lắm. Đó nha cả nhà, thì mọi cái dồn đếm mình là gì nha, tại mình nướng đá nó sẽ đông trắng lại nha các bạn, chút nữa nó sẽ gã đông nó sẽ ok lại là ngon lành luôn. Đây thì cách móc mồi thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì móc mồi này thì cũng dễ lắm mà. Như vậy là móc nó lòng thòng như cái nó là mình tém ở dưới mình quấn ngang cái là lụm thu. Không cần phải câu, không cần phải bóc cho cứng đâu nha các bạn. Mất cái tôi cục đưa giờ nghiệp dư móc mồi vậy. Tại cái này là người dân cũng chưa chuyên nghiệp nha các bạn, bởi vì móc hơi lòng cọng cho mình móc nãy giờ chắc chưa được cục nào. Tại ở đây câu cá thì nhỏ nhỏ, mình móc cục nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị chiến cho các bạn ơi, chờ đợi là hạnh phúc, giờ liền xuống là chiến. Đó, cái này thứ nhất là quan trọng nhất là cái này nha các bạn, đó kè nhào sát bên luôn cả. Không quay ra Sát ngoài bên luôn. sông coi người ta nói mình Đây 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 cầm đây bây là cái giờ sông nha các bạn, đó bè nha. À, thả chỗ này đó, hy vọng là nó sẽ ok các bạn ơi, chờ đợi đi. Lùm tiền các bạn, từ từ thôi, đừng thúc quá, nó có không dây ngang á, cho nó xả cho nó còn chạy không, còn chạy xuống không, rồi không chạy luôn, đứng
lên là lên là lên nữa hả? Đừng có xả qua quá, đừng có lôi thúc quá, cứ từ từ lưu ghiêu với nó thôi, đừng có thúc quá. Ừ, nó chơi lên, chơi lên. Ôi đủ, cái lăng tẩu, cái lăng tẩu, nó dục chứ. Nó không thường lưng luôn. Để. Để gì chưa nổi. Cái lăng hết rồi, cái lăng hết rồi. Cái lăng tới tay con bò hai luôn. Ủa cái lăng gì là câu lưỡi này mới vừa quá. Tiếc cái lăng của mình to bỏ đấy, nghe đó đi. Ừ. Mẹ đây. Lắm rồi mấy bạn ạ. Cái lăng lửa quá. Cái lăng lửa. Gầu. Vàng. Vàng. Khó lên cá quá. À, cũng nhỏ mà làm quá trời làm các bạn, nước quá chảy rồi lồn ói luôn. Còn mắt đầy đủ. Mắt còn đầy đủ. Cá hơi chút xíu bỏ làm thấy ghê. Đủ kéo tạc tạc chắc cũng cỡ 600 gram được, có lý. Chờ cũng giấu nữa. Lụm chị lữ. Chị ghế của tôi lại ăn anh luôn.